Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Video tiếp theo, hôm nay Thanh Phú ghé lại vườn cây bonsai của đứa em, cũng ở Tuy Phước, Bình Định. Thì hôm nay cũng chia sẻ vài tác phẩm bonsai, trong đó cũng có là khá là nhiều bồ đề quý vị. Những tác phẩm, những cây bồ đề cổ được lưu trữ cũng khá là nhiều năm và xây dựng cũng tương đối là khá hết rồi. Đó thì video này anh chị em mình cùng tham khảo cũng như cùng xem hết video và có thể là chọn ra cho mình một số tác phẩm bonsai về trưng bày những cái không gian vườn nhà. Đấy thì mỗi thông tin chi tiết anh chị em mình cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo quý vị để giao lưu. Chào em. Chào anh Phú. Hôm nay nhà vườn Du Bonsai xin giới thiệu quý cô chú anh chị một số tác phẩm vườn nhà. Và tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm bồ đề. Bồ đề ba vai nha quý cô chú anh chị. Tác phẩm bồ đề. Rồi em xin đo thông số và kích thước ạ. Ngành chậu 90. Chậu 90. 90 nhân cho 65. 90-65. Chiều cao cây là 1 mét ạ. Chiều cao cây 1 mét. Và cái hành à. Em bỏ thước rồi đi vòng qua. À, để. Và cái hành đó là 2m3 ạ. 2m3 còn dạ. Cây lùng lực rất là đẹp ạ. Cây cần thì đầy đủ ạ. Tắt bắp rất rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Tắt bắp rất là đẹp ạ. Ừ, cây cành đã được xây dựng rất là lâu và đầy đủ đỏ hơn. Anh Phú quay ở dưới đây nữa con về quý anh chị thấy cái dàn cây cây cành là nuôi cũng to hết rồi dạ, cây rất là dè cốt rất là đẹp dè chín cây dè cây dè cốt tác phẩm này em xin giao lưu là giá là 15 triệu. 15 triệu giá chưa bao gồm phí ship em có ship còn ship hàng toàn quốc tức là giao lưu tại vườn đúng không em? Dạ anh. Cây rất là đẹp quay mặt sau luôn ha. Hai mặt đẹp như nhau Này ngày xưa nó có kẹt cái chậu hay sao em? Dạ đúng rồi anh Nó bỡ cái chậu ra bây giờ nó rớt xuống một cái tầng nữa. Gồm cây rất là khéo Đúng rồi. Dạ. Cây rất là duyên dáng Thì là giờ cây. Dạ. Mặt sau mặt trước đều ok hết. Đặc biệt nuôi dần tay cành ha. Dạ. Cây đây em xây dựng được 4 năm rồi anh. 4 năm. Dạ. 4 năm dần tay nó cũng to khá hết rồi. Dạ. Chắc lẽ rất là đẹp. Xây cũng khá to. Rồi, ok. Rồi em xin quay tác phẩm tiếp theo. Rồi, mẹ số 2 là tiếp tục là một cây bồ đề độc đỏ. Cây này cũng dáng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cây rất là dè. Cây sai kích rất là to. Cây cũng xây to ha. Rồi, dạ. Cây tây cành cũng đầy đủ. Rất là đẹp từng bánh rất là ngọt thật Dàn chân chị rất là có một cái cú tụi này rất là đẹp rễ đi rất là khôn Dạ quá ha. Dạ. Cái này nuôi cũng khá lâu em ha. Dạ rất là lâu Nuôi dần tay đem cũng to ha. Lực lượng chi râm cũng ok hết rồi. Đây là trước đây nó ra lọc non rất đẹp lắm em ha. Dạ. Cái lọc đỏ này. Cây ra lọc đỏ rất là đẹp Để đi mặt sau này coi. Dạ. Như bộ đề này khá là ổn cây Cây điều cả bốn mặt nhau quý cô chú anh chị. Ok đẹp hết hay. Giờ quý cô chú anh chị chỉ cần thêm vô cái chậu mới xịn sò hơn để về chơi thôi. Rồi em xin đo thông số kích thước Kích thước chậu này là 65. 65 nhân cho 1 mét. Chậu 1m65. Chiều cao cây là 80. Cao của cây là 80. 80. Dạ. Cái tán bao nhiêu em? Để tán thôi. Thì tán là 1m3 Tán là 1m3. 1m3. Tổng thể của cây rất đẹp em ha. Dạ. Đây quý cô chú anh chị có thể so sánh với em. To cây. Dạ. Này, về cây giá là bao nhiêu em? Cây này em xin giao lưu là giá là 15 triệu luôn
Giá chưa bao gồm phí ship à? 15 triệu giá giao lưu tại vườn. Giao lưu tại vườn chưa bao gồm phí ship. Em có ship hàng toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây đờ mã số 3. Mã số 3. Dạ. Cây đang nằm trong một cái chậu ba chân rất là đẹp à. Cũng hàng xây to. Dạ. Cây đi hàng kích cỡ à. Nuôi lâu năm à. Cốt, dạ. Cốt rất là đẹp à. Dạ. Chính cây tây tàng đã xây dựng đủ. Cái bộ cốt đẹp. Rất là nhìn rất là gấu cây ha. Cây u nồng. Lên mấy cái chốt rất đẹp à. Được xây dựng từ nhỏ. Dạ, tây canh à. Dạ. Đây. So với ngón tay của em đi. Nhìn chút nuôi cũng to hết rồi. Dạ. Cây này dòm ngồi rất là lực nha quý cô chú anh chị. Wow không. Một cốt đẹp quá. Cái đề này nuôi cũng lâu rồi. Dạ. Ha. Wow, mặt nào cũng dữ hết ăn. Mặt nào cũng đẹp hết. Cây nu rất là nu sụn nha quý cô chú anh chị, rất là nu sụn. Những cái vai nó đẹp quá. Rồi, ok, mình đo kích thước đây. Dạ em xin đo thông số kích thước ạ. Kích thước của cái chậu này là 75. Chậu 75. Chậu 75. Chiều cao cây là 1m. 1m1 ạ. Cao cây 1m1. Và cái tán ngang. Tán ngang là 1m4 ạ. Tán là 1m4. 1m4. Còn cái hành đi là 2m2 ạ. Hành 2m2. Dạ hành đỡ 2m2. Cây cốt chậu rất là đẹp ạ. Cây cành thì đầy đủ. Chất dê rất là có giữ cây ha. Dạ. Cây được xây dựng rất là lâu nay màu ạ. Cái này rồi. Tầm giá bao nhiêu em? Cây này em xin giao lưu là giá là 20 triệu. 20 triệu. Chưa bao gồm phí ship. Đây là mã số 3. Của mã số 3. Một cây border độc đỏ. Cái chất lé rồi quý cô chú anh chị xin ạ. Nó cũng là độc đỏ. Dạ. Dạ tiếp theo là một tác phẩm border. Tác phẩm này mã số là mã số 4. Mã số 4. Dạ. Bồ đề. Cây rất là già cây. À cốt đẹp quá. Dạ. Có đường chạy rất là khéo ạ. À. Đây, đây đây em cắt giật rất là nhiều lần ạ. À. Rồi em Phú quay sát lại để cho anh em thấy cái cắt giật nhiều lần của em. Dạ. Điều tay cành cũng khá hết rồi ha. Dạ. Đây rất là to. Ừ. Đây cái ngón cái của em đây. Đây cái tay em đỡ vô đây. Dạ. Rất là ngu sụn ạ. À. Đây, đây đúng. Cắt giật rất là nhiều lần ạ. À. Đây. Đây. Nhìn mê ha. Công nhận là bộ đề khi già rồi. Nhìn bộ da. Nó lên ten lên đồng. Rất đẹp. Cây này để lên tem rất là đẹp. Rất là xịn sò. Dạ. Đây, có cái cốt tay đi rất là nhạt nhau quý của chúng chị. Đây rất là đẹp ạ. À. Dạ, cắt giật rất là nhiều lần. Đúng rồi. Cây già chín cây nhau quý của chúng chị. Úc, mặt này cũng đẹp quá nè. Dạ. Dàn tay chốt ok hết ha. Cũng dòng độc đỏ luôn em ha. Dạ. Bộ đồ độc đỏ hết anh. Ừ. Giá cây. Dàn trên ok hết. Tương đối là khá hết rồi. Rồi tiếp tục mình đo kích thước em. Dạ em xin đo thông số kích thước ạ. À. Thước chiều cao cây là 1m2 ạ. À. Cao 1m2. Cao 1m2. Chậu là 95. Chậu 95. 95 nhân 65. 95 65. Còn cái hành cốt dưới đây là 1m8 ạ. À. 1m8. 1m8. Để em đo ngay chỗ cái eo đây nha quý cô chú anh chị. Ngay phần eo đây là 51 ạ. À. Eo 51. 51. Dạ. Tăng thước khoảng bao nhiêu em? Tăng thước chỗ đây là 85 anh. 85. 85. Cái này em xin giao lưu là giá là 16 triệu ạ. À. 16 triệu. Dạ. Cho một tác phẩm đờ. Cây hàng lâu năm. Dạ. Giá tại vườn em. Dạ giá tại vườn ạ. À. Dạ. Tiếp theo là mã số 5. Một cây bộ đồ cổ. Ôm cái này ông ba chân. Có một cái bộ đồ rất là xịn sò, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ. Mã số 5. Dạ. Cây của một ông bác. Ông bác này cũng lớn tuổi rồi. Được nhường lại. Cây rất là cổ. Wow. Chảy dạ. Từ cái nọng trên mà chảy xuống ha.
Dạ, xuống bên dưới ôm một cái ôm ba cái chân xong đều rớt xuống cái nệm nữa. Đúng rồi. Dạ. Quá cổ cây ha. Dạ. Cây xây dựng rất là lâu rồi. Dạ. Dạ, cốt trông rất là đẹp à. Dạ, đẹp. Bám rít hết à. Cây cành rất là to, rất là lộc à. Dạ. Thêm cái cây phần bên này nó khéo nữa. Dạ. Rớt một cái chân nhỏ nên nhíu xuống rất là đẹp à. Wow. Dạ. Xuống đây à. Bám xuống. Dạ. Để vòng luôn cả cái chân nhọn này luôn. Dạ. Bên đây nữa kìa, bên đây nữa anh Phúc. À, nó chạy đều hết ba chân luôn. Dạ, quá ha, đúng là hàng cổ. Riêng về cái nọng này thì nó cứng rồi, chặt rễ luôn. Cái nọng đây là còn nguyên, không nứt bở gì hết. Nguyên nọng luôn ha. Dạ. Quá cổ cây. Có thể nói là tác phẩm mô đề này vừa cổ, cổ kỳ. Nếu mà đưa vào nghệ nhân mà chỉnh thêm xíu nữa ha. Quá đẹp. Trên, cổ ngon trên. Ok. Lối xưa. Đúng rồi. Rồi chắc bút là rất là đỏ nha quý ông chú anh chị. Là đỏ luôn. Dạ. Cực đỏ luôn. Quá. Để dần rễ. Dạ lên ten không. Đặc biệt là nó chạy xuống cái nọng. Dạ. Xem là nó ôm xuống cái nệm dưới đây luôn à. Một cái tích cổ ha. Quá hay á. Thôi ok, mình chia sẻ kích thước em. Dạ em xin đo thông số kích thước ạ. Ừ. Cây đang nằm trong một cái chậu là lọt lòng. Lọt lòng là 50 ạ. 50 lọt lòng. 50 lọt lòng. Chiều cao từ ngay chỗ mặt chậu lên ở trên là 1m1 ạ. Cao của cây 1m1. 1m1. Từ cái chậu xuống bên dưới ngay chỗ này là 1m ạ. 1m. 1m. Còn cái hành ngay chỗ đây. Hành ngay chỗ đây là em đo được là 66 ạ. 66. 66. Dạ. Tán hợp. Tán bao nhiêu em? Tán à. Tán này là hết thước là 1m5 ạ. Tán là hết thước 1m5. Tác phẩm này em xin giao lưu là giá 18 triệu, không bao gồm phí ship. 18 triệu. Dạ. Giá giao lưu tại vườn. Giao lưu tại vườn, em có ship hàng toàn quốc. Tác phẩm đời cổ. Tác phẩm đời cổ rất là đẹp ạ, rất là ngỡ thật. Cái nọng còn nguyên viên. Cái nọng rất đẹp. Đấy, một tác phẩm này đáng để anh chị em mình sưu tầm. Rồi, ok em. Dạ. Tiếp theo là mã số 6, một tác phẩm đờ. Mã số 6. Dạ, hàng này là hàng lùng lực ạ. Cây cốt chậu rất là đẹp ạ. Lùng lực. Dạ, cây rất là dìa. Cây cành thì khỏi bàn. Nguyên dàn cây cũng dạ. Há hết rồi ha. To hết. Cây này nước da rất là đẹp ạ. Dạ. Cây cốt lùng. Dạ, cây quá ha. Dạ. Cái dàn cây rất là đẹp nha quý cô chú. Quá, dàn cây này. Dạ. Rất là u sùng ạ. Lùng lùng u sùng ạ. Dạ. Tất cả cái dàn cây trên đây đều hơi xì giải hết ạ. À, nuôi rồi. Dạ. To hết rồi. Dòng này cũng đọt đỏ sao em? Dạ, đọt đỏ hết anh. Đúng rồi, cũng là đọt đỏ luôn. Dạ, vườn em tất cả các tác phẩm đời là đều đọt đỏ hết. Dạ, quá ha. Điều 4 mạch anh. Cây rất là sụng nạc. Kêu quá. Gần chứng hết anh. Đặc biệt cây này nó lưng cốt, mà dạ, to ha. Lưng cốt, lật cốt. Quá, nhìn mê không? Nó trụng lại khi đề mà nó già rồi á. Kiểu trụng da voi ha. Dạ. Da vàng lên ten. Mê quá. Đấy. Cây đẹp bốn mặt như nhau à. Dạ anh quay qua anh đây nữa. Mặt này cũng quá ok rồi nè. Tuyệt vời hai mặt ha. Trụng lại đẹp quá. Rồi, ok, mình chia sẻ kích thước em. Dạ, em xin đo thông số kích thước ạ. Kích thước là đang nằm trong một cái chậu là 90 ạ. Chậu 90. Chậu 90. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 75 ạ. Cao cây 75. 75. Và cái hành đó.
Hình đế là 2m1 à? 2m1 hình đế. Tán tầm bao nhiêu? Tán là 1m à? Tán tầm 1m. Dạ. Cái này em xin giao lưu là giá là 18 triệu à? 18 triệu. Dạ, cho một tác phẩm đời lùng lập. Tích chào rất là đẹp à. Ok, dạ, quá đẹp. Tác phẩm số 7 là một tác phẩm hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ. Dạ, cây vinh ngân rất là đẹp à. Dạ, cây ha. Dạ, rất là đẹp. Chính cây à. Có một cái đường thân rất là ngợi thật à. Đang, cây đang cho hoa. Đang cho hoa. Tán dày ha. Dạ, tán dày. Cây được kích được lâu nên mà. Cốt già trắng cốt luôn rồi ha. Dạ, dạ em xin... Đây rất là khéo à, có cái đường chỉ rất là đẹp à. Dầm nó cũng dày hết rồi. Wow, chính là dầm đấy. Chỉnh chung một chiếc chậu nữa rồi. Dạ. Cho nên em xin đa thông số à. Cây đang nằm cho một cái chậu là 30 à. Chậu 30. Chiều cao cây là 60. Cao cây 60. Hành đới dưới này là 63. Đới 63. Đới 63. Còn cái tàn ngang. Cái tàn ngang là 56. Tàn 56. Cây này em xin giao lưu là giá là 2 triệu rưỡi. Bao gồm cả phí ship. 2 triệu rưỡi. Bao ship. Dạ. Cây này, dạ, cây này em ship hàng toàn quốc à. Cây rất là dèo và rất là đẹp. Dạ. Mà số 8 là một cây chết. Dạ, một cây tác chết. Phẩm chất cổ ha. Dạ, chất cổ. Cây to. Cây xây dựng rất là lâu nên mà. Cái này 4 người bê cũng nặng à. Dạ, 4 người bê nặng à. Cái này bộ cốt quá đẹp nè. Dạ, bộ cốt rất là to, rất là khung à. Đây, anh chị em mình ha. Dạ. Xem cái đoạn đây nè, mới mê nè. Dạ. Rất là nhúng nhĩ. Quá ha. Nhìn mê quá ha. Đúng là những cây chất cổ mà. Còn những cái sành này nó thành đá rồi. Dạ, anh em vừa có thể lúa thêm. Ừ. Để tạo tác thêm. Quá, wow, cốt đồ sộ quá. Ok, bộ cốt còn nhà tay cầm. Chơi theo lối cắt giật. Dạ. Đây, ra phía sau anh chị em mình xem. Quá cổ cây. Rất là đẹp cây nha quý cô chú anh chị. Mặt này cũng tương đối khá rồi. Ok, hết hai mặt. Tay cầm tuyệt vời rồi. Chơi theo lối cắt giật. Đầu đó cũng còn lại một số ít thôi quý vị. Những cây như thế này thì đáng đem chị em mình sưu tầm. Đẹp cốt. Ok, mình chia sẻ kích thước đây. Dạ, em xin đo thông số kích thước à. Cây cao 65 à. Cao 65. Cao 65. Nèm cho một cái chậu chữ nhật 75. Chậu 75. 75 nhân cho 75 nhân cho 45. 75, 45 kích thước chậu. Và cái tàn ngang là 1m1 ạ. Tàn 1m1. Và cái hành đối dưới này là 1m8 ạ. Hành đế 1m8. Cây này em xin giao lưu là giá là 25 triệu bao gồm cả phí ship ạ. 25 triệu bao ship. Dạ, bao ship toàn quốc ạ. Dạ, wow, một cốt nhìn đây rất là đáng chơi nha quý cô chú anh chị. Mình có thể dìa mình xem một cái chậu mỏng hơn. Đúng rồi. Dạ, nó sẽ đẹp hơn nữa. Dạ, tiếp theo là một tác phẩm số 9, tác phẩm bồ đờ. Mã số 9, dạ, bồ đờ. Cây hàng hoàn thiện, vô được vô một cái chậu rất là đẹp à. À, cốt to. Dạ, cây này vừa chơi thôi à. Lục cốt đẹp quá. Dạ. Ha. Rất là lực cốt à. Cây không bọng bở à. Cây này nuôi dàn tay cũng dạ, dàn khá cây... lắm rồi à. Quá ha. Rất là rụt thịt nhau quý cô chú anh chị. Dạ. Tay cành ok. Dạ, dạ. Tay cành đầy đủ. Dạ, dạ, dạ mịn rồi. Cốt đặc ha. Dạ. Về không? Các cái phần nâu của cây nữa. Dạ. Mấy cái rễ nó quằn lại rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ không? Đây. Qua đồng. Dạ, dạ. Qua đồng. Qua. Dạ không? Thì già rồi nhìn cây mê lắm. Dạ đây à. Ừ. Đây đây đây. Các cái chung rễ cũng khéo cây. Cây như một ngọn núi nha quý cô chú anh chị. Wow. Ngọn núi rất là đẹp. Nói chung dàn tay cành cũng ok hết à. Vì cả lá nó cũng khô lại nhỏ ha. Nhỏ lá. Mà ok hết.
Rồi, ok, mình chia sẻ kích thước em. Dạ, em xin đo thông số kích thước ạ. Cây đang nằm trong một cái chậu là 44. 44 nhân số 14. Kích thước chậu. Chiều cao cây là 75. Cao cây 75. Tàn ngang là 1 mét ạ. Tàn là 1 mét. Và cả hành đới đây là 1 mét 7 ạ. Đới 1 mét 7. Cây này em xin giao lưu là giá là 15 triệu bao gồm cả phí ship. 15 triệu bao ship. Dạ, bao ship. Cây đang nằm trong một cái chậu rất là đẹp ạ. Cây này tây tàn là mình hết rồi. Đẹp cây đẹp cốt. Dạ, tác phẩm số 10 là một tác phẩm xanh quơ lá nhỏ Bình Định. Một tác phẩm xanh. Dạ. Cây đang ôm một cục đá san hô. Cây xanh già mịn ha. Dạ, rất là mịn ạ, mịn tít ạ. Dạ, lên ten hết rồi. Dạ. Cây đang cho đọt non rất là đẹp ạ. Màu lá rất là đẹp ạ. Cục tốt ha. Dạ, quá em ha. Rất là dạ. Lên ten hết rồi. Nhìn bên trong có rít cục đá ha. Dạ, rất là rít ạ. Rít cứng luôn ạ. Chặt rồi. Dạ, mặt bên này còn đẹp hơn bên đó luôn ạ. Cây này cốt chậu em ha. Dạ, cốt chậu ạ. Nó đã kín cả chậu. Dạ, đây cành thì đầy đủ. Chất giật lâu năm. Quá không? Dạ, quý cô chú anh chị chỉ chơi thôi ạ. Xanh mà nuôi tầm này cũng khá là già rồi. Lâu năm. Những tác phẩm này cũng đáng để anh chị mình sưu tầm. Quá, wow, cốt đặc. Nhìn mê ạ. Wow, ngày đẹp hai mặt em ha. Dạ. Trong bờ có cây sợ ạ. Dạ. Cái phòng bên đây rất là đẹp nè Phúc. Wow, thích lại mê quá. Ok hết. Đang lại mình là quá cổ cây ha. Diện tay cạnh tương đối hết rồi. Chi tán. Được một cốc nhìn quá là ấn tượng. Rồi, ok, mình chia sẻ kích thước em. Dạ em xin đo kích thước ạ. Cây cao 75 ạ. Cao của cây 75. Chậu là 65 ạ. Chậu dài 65. 65 nhân cho 48. 48. Cái tàng ngang là 85 ạ. Tàng 85. 85. Và cái hành đó là 1,5 m ạ. Đế là 1,5 m. Dạ. Cái này em xin giao lưu là giá là 19 triệu bao gồm cả phí ship ạ. 19 triệu bao ship. Dạ, bao ship. Một tác phẩm xanh rất đẹp. Đáng để anh chị em mình sưu tập. Nói chung là vàng chốt, vàng tay đồ to, trăm dày. Cốt rất đẹp. Mã số 11 là một cây túc lá chung. Một cây hàng đáng sưu tầm cho quý anh em chơi ạ. Cây rất là đẹp ạ. Đây những hàng sưu tầm nè. Cây rất là xịn sò ạ. Cốt là một cái bộ cốt nạc. Dạ, cốt nạc. Cây này quá không. Đầu đó nhà vườn còn giữ lại những cái cây túc. Phải nói là những cái món đồ chơi. Anh chị em mình sưu tầm. Cốt nạc ha. Nạc đẹp sệt. Rất là bấu. Độ bấu rất là hay ạ. Mấy cái chân quặn xuống rất là xây to. Cốt nạc. Dạ lắm. Dẹp tay cầm. Quá hợp bộ bướu rất là đẹp à. Mấy cái đồ quặn của cây rất là ngợi thật à. Hay quá, nó trụng lại. Dạ, trụng nó bấu. Dạ, dạ, lâu năm. Sát, dạ. Đế thật quá, ok. Để cái cốt nạc hả? Dạ, dạ, đỏ ốc hả? Cái này phải nói là quá xuất sắc bộ cốt. Đây, để thằng Phú đi ra phía sau nữa. Chị em xem nó được cốt. Hàng rất rất là đáng chơi nha quý cô chú anh chị. Cốt ok hết. Wow. Lực giống cây. Wow. Chất lượng ha. Cũng là một món đồ chơi mà đáng đêm chị em sưu tầm. Cái tốt. Cây này cũng cốt chậu lâu năm. Để nó kín cả một cái chậu men này rồi. Yeah, ăn mày này cũng to. Dạ, yeah, chung là nhìn mê. Tay lực lớn. Tay cạnh. Cây này chơi theo lối cắt giật. Nó ra tán hết rồi. Trước đấy là những cái lọc non nó đẹp lắm.
khi cây mà nó bứt lục non, phần dáng khá ok, vóc cây. Rồi mình chia sẻ thông số kích thước em. Dạ em xin đo thông số kích thước ạ. Chiều cao cây là 80 ạ. Cao cây 80. Nằm trên một cái chậu là 60. 60 x 80 ạ. Kích thước chậu 60-80. Cái tàn ngang là 1m1 ạ. Tán 1m1. Và cái hành đớ là 1m8 ạ. Đế 1m8. Cái này em xin giao lưu là giá là 48 triệu bao gồm cả phí ship ạ. 48 triệu dạ. Bao ship luôn chậu. Bao ship, bao hàng toàn quốc ạ. Quá đẹp. Đáng chơi nha quý cô chú anh chị. Đấy, những cái món đồ chơi mà đâu đó anh chị em mình sưu tầm. Dạ, tiếp theo là mã số 12, một cây me. Một tác phẩm me. Dạ. Cũng là hàng xây to ha. Hàng xây to. Những cây già nuôi lâu năm. Thuộc về cốt chậu. Cái dáng rất là yên chịu ha. Ừ. Cũng là duyên dáng bộ cốt. Có cụ đế. Tay cầm. Dàn xương dâm. Một tác phẩm me. Cụ đế tọt quá. Qua dàn chất ngu không tiếp dàn chất ngu to đây cạnh ok hết ha, tích trên cái chủ luôn, tương đối rất là đẹp cái tác phẩm men vì khi mà cây nó già những đoạn nu ha, nu sụn. Mặt đế một đôi gói rất là khéo à, khéo bộ đế. Thường me khó đế, bộ đế này quá tuyệt vời. Ok hết ha. Rất là kỹ à. Ồ đế. Yeah, quá yeah. Cái cụ đế này hay nè em ha. Rồi tổng thể phơm dáng. Rồi em đo thông số kích thước. Dạ em xin đo thông số ạ. Kích thước chiều cao của cây là 1m ạ. Cao của cây là 1m. Cây đang nằm chậu 60. Kích thước chậu 60. 60 x 50 ạ. 50-60. Cây tán ngang là 1m ạ. Tán là 1m. Cái bờ dưới đây là 1m rưỡi ạ. Thì đế là 1m rưỡi. Em xin đo phần eo ngay đây ạ. Phần eo ngay đây là 40 ạ. 40 hoành ngay trước. Rồi còn cái phần dưới này là 94 ạ. 94. Dạ. Qua wow, cụ đế. Cái này em xin giao lưu là giá 14 triệu bao gồm cả phí ship ạ. 14 triệu bao ship. Dạ. Cái rất là đẹp ạ. Đáng để cho quý cô chú anh chị chơi ạ. Tuyệt vời ha. Rồi mình kết thúc clip không? Dạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem tới cuối clip. Và Zalo của em là 0702338047. Quý cô chú anh chị nào có thiện chí thì xin liên hệ em. Và em cảm ơn anh Phú đã tới thăm vườn. Rồi em chào quý cô chú anh chị ạ. Ok dạ. Chào em. Rồi kết thúc video luôn quý vị. Thời lượng cũng khá dài rồi. Video này cũng khá nhiều tác phẩm bonsai đẹp đấy quý vị. Anh chị em mình ủng hộ nhà vườn bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo. Mọi thông tin chi tiết anh chị em mình cùng xem hết clip và xem những tác phẩm cây bonsai. Rồi Thanh Phú cảm ơn quý vị anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết video. Hẹn lại anh chị em những video tiếp theo. Thanh Phú xin chào.